Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bạo của ngày 10 tháng 10 năm 2024 với đề tài đó là tuyển dân thật. Xin chúng ta cùng cầu nguyện trước khi học. Chúng con cứ đầu khi là Chúa Đức Chúa Trời kinh chúng con. Chúa giờ đây chúng con học bạo của ngày hôm nay. Xin Chúa nghe ở cùng dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của lời Chúa cho chúng con hiểu được Chúng con nhớ, để chúng con làm theo nữa. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và kinh thánh của chúng ta ở trong roman 9 câu 6 đến câu 13. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người nhưng có chép rằng ấy là bởi Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái đức chúa trời nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy và lời này thật là một lời hứa cũng kỳ à, cũng kỳ này ta sẽ lại đến Sarah sẽ có một con trai nào những thế thôi về phần Rebecca khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay giữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Như có chép rằng ta yêu Jacob và ghét Esau. Dạ. Chúng ta cùng mà xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 6. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích vì những kẻ bởi Israel sanh hạ chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Câu hỏi suy gẫm. Sứ đồ Phaolô công bố nền tảng căn bản nào trong câu 6? Tuyển dân thật của Chúa được chọn lựa ra sao? Bài học này có ý nghĩa gì đối với bạn? Sứ đồ Phaolô công bố nền tảng căn bản là lời Chúa không vết. Lời từ Đức Chúa Trời phán ra tất cả phải có mục đích và những điều ấy chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Lời Chúa ở đây là lời hứa trong giao ước cho ông Abraham và dòng tộc của ông. Tất cả mọi người sinh ra từ dòng dõi của ông Jacob đều có quốc tịch Israel và tất cả dân tộc Israel được kêu gọi làm tuyển dân của Chúa. Nhưng câu 6 cho biết những người từ dòng dõi Israel tức là từ ông Gia Cốp sinh ra chẳng phải uh, vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Cụm từ người Israel ở cuối câu 6, ngụ ý đây là chuyện nhân thật của Chúa. Họ không chỉ là người xuất thân từ dòng dõi của Israel về phương diện thể xác mà còn về phương diện đức tin nơi Đức Chúa Trời, giống như các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Như vậy chỉ có huyết thống là Israel thì không bảo đảm là người thuộc gia đình của Chúa và không hưởng được những lời hứa dành cho tiếng dân thật của Chúa của ngài để làm sáng tỏ điều này, sứ đồ Phaolô nhắc lại lời hứa của Đức Chúa trời cho tổ phụ Áp-ra-ham và dòng dõi của ông. À, chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái của Đức Chúa trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa mới được kể là dòng dõi của Áp-ra-ham vậy. trong vòng 8 người con trai của ông Áp-ra-ham à, sát thế ký 25 câu 1 đến câu 2 và câu 9 à, ông Isaac được chúa chọn từ ông Isaac và mà tổ phụ Abraham có một dòng dõi gọi theo tên của ông còn những người con do nàng hầu Aga và người vợ thứ hai à, là Ketura không được kể là dòng dõi theo lời hứa như câu 7 đến câu 8. Rồi trong hai người con sinh đôi của ông bà Isaac và Rebecca, Đức Chúa Trời đã chọn ông Jacob nói tiếp nối dòng dõi đức tin. Từ khi bà Rebecca còn mang thai, Đức Chúa Trời đã cho biết uh, cho bà biết đó là đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Sự chọn lựa này không dựa trên việc làm nhưng tùy thuộc vào ân sủng của đấng kêu gọi. Tay cốp và ghét ấy sao? Câu 12 đến câu 13. Malachi đoạn 1 câu 2 uh, và câu 3. Yêu ở đây có nghĩa là Chúa chọn ông gia cớp và ghét có nghĩa là Chúa không chọn người sao. Đức Chúa Trời tại trị mọi sự. Ngài có toàn quyền chọn lựa thiển dân theo ân sủng của Ngài chúng ta chỉ biết tin tưởng tuyệt đối vì sự công bình, khôn ngoan và nhân từ của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng mình Ngài cũng đã chọn chúng ta giữa vòng dân muôn dân để làm con của Ngài. Chúng ta được ở trong đại gia đình của Chúa là những người đồng thừa kế với con yêu dấu của Ngài là cứu Chúa Giêsu. Hãy sống xứng đáng với địa vị Chúa đã chọn. Bạn có nhận biết Đức Chúa Trời đã chọn bạn không? Nha. Cảm ơn Chúa. À, với bài học ngày hôm nay, à, lại nhớ lại nhận được nhiều cái câu hỏi đó là có phải chúa đã có cái sự gọi là thiên vị á khi mà chọn gia cốp với hay sao bởi vì từ trong bụng mẹ chúa đã chọn gia cốp và chúa không có chọn hay sao Ai sao là anh cái này thì cái nhiều người đã thắc mắc và thật sự mà nói của chuyên chúng ta đang giống như là bất mãn với chúa không đâu đó chúng ta đòi hỏi Chúa phải làm theo ý chúng ta không à? Nhiều khi mình nói tại sao Chúa lại thương cái ông đó hơn thương con, tại sao Chúa nhậm lời người đó hơn nhậm lời con, tại sao Chúa ban ơn trên người đó hơn con, tại sao tại sao tại sao mà chúng ta có rất là nhiều cái câu hỏi nhưng mà chúng ta không được phép đâu, chúng ta không được phép đâu, chúng ta sống ở trên cái đất này là chúng ta bị nhồi nhét vô cái tư tưởng đó là công bằng của con người đó bình đẳng bình quyền giữa nam nữ rồi mình đã cảm thấy làm gì chúa mình đòi hỏi chúa phải làm theo ý của chúng ta theo tiêu chuẩn của con người của chúng ta trong khi chúa là đấng tạo hóa chúa có toàn quyền giống như chúng ta bây giờ chúng ta sản xuất ra một cái sản phẩm một lô sản phẩm hay trong đó nó có một cái bình nó bị lỗi nhưng mà mình vẫn thích cái bình đó mình thương cái bình đó mình giữ lại mình được quyền chứ còn có những cái bình nó bị lỗi khác mình đập bỏ không vấn đề gì người thợ gốm sẽ nặng ra những cái sản phẩm và những cái sản phẩm bị lỗi có thể quăng bỏ cũng có thể để lại để vì thích bị chọn thôi và chúng ta phải biết rằng trước của chúng ta là đấng tạo hóa đã chọn chúng ta đã tạo nên chúng ta và ngài được toàn quyền chọn ai tùy ý ngài nhớ điều đó đó bắt đầu mình cảm thấy hơi có cái gì đó bất công rồi đó đúng không? Ở trong cô chú anh chị em đang có cái gì đó mà nói rằng lời nói vậy là không đúng. Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng phải theo chúng ta phải không? Chúa là đấng công bình, đúng. Chúa là đấng toàn quyền. Chúa biết hết và Chúa có quyền chọn người này làm chức vụ này, chọn người này làm việc này, chọn người kia làm việc kia. Vì tư tưởng của Chúa, ý tưởng của Chúa cao hơn của chúng ta rất nhiều. Nhưng mà mình bắt đầu mình cảm thấy rằng phải hợp lý chứ. Phải có lý đúng không? Và đôi khi chúng ta bắt Chúa theo tiêu chuẩn của chúng ta mà. Có nhiều người nói không, tôi đâu có bắt Chúa theo tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng mà sao? Có người được Chúa cắt nhắc lên làm trưởng ban Có người được Chúa cắt nhắc lên làm giữ chức vụ này, chức vụ kia. Bắt đầu chúng ta làm sao? Ông đó mới tin Chúa. Cái ông được bầu vô. Ông đó ông mới về hội thánh ông đó mới 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 ông đó ông không có khả năng mà mà đâu đó chúng ta đang đang phủ nhận cái sự trọng lựa của Chúa rồi đó bởi chúng ta biết mọi sự mọi cái thế lực mọi quyền hạn ở trong tay của Chúa không một cái quyền nào mà Chúa không cho phép không phải Chúa chọn mà được lập lên đâu mình biết như vậy nhưng mà tại sao mình lại đi kiện cáo mình đi thắc mắc mình đi nói xấu ở sau lưng cô chú anh chị em có, có, thấy cái vấn đề mà lại muốn nói với chú anh chị em không? Chú toàn quyền ở đây hồi xưa đó thật sự cô chú anh chị em, lúc mà lại học kinh thánh lại cũng nói sao chú chọn gia cướp chú ghét hay sao tại sao tại sao tại sao ở đây trong cái cái phần kinh thánh hồi nãy mình đọc đó để cho thấy chú toàn quyền khi hai người đó ở trong bụng mẹ không có bởi việc làm không có sinh chưa sinh ra chú toàn quyền chú chọn và chúng ta ngày hôm nay thấy có những người tội lỗi Có những người họ phạm hết lỗi này lỗi khác Nhưng mà họ ăn năn Họ quay trở lại với Chúa Chúa chọn để giao cho họ những việc lớn lao lạ lùng Chúa chọn Paulo đó Paulo bắt bớ ném đá cả ê tiên Chúa vẫn chọn Paulo Đương nhiên chọn để cho ông thấy được Chúa Và để ông chịu khổ về danh Chúa nữa Nhưng có những người Chúa chọn để đặt để ở những vị trí lãnh đạo mà chúng ta lại nói rằng không phải Chúng ta lại đi nói xấu. Chúng ta nhớ điều đó. Rồi quay trở lại. Chúa chọn chúng ta. Cái quan trọng là cô chú anh chị em thấy Chúa chọn chúng ta để chúng ta làm cái gì đó. Không một ai trong chúng ta khi tin Chúa mà trở nên vô dụng hết. Chúa chọn cô chú anh chị em để cô chú đặt cô chú anh chị em ở vị trí hiện tại. Có thể chúng ta ở trong một gia đình nghèo. Để rồi qua chúng ta cầu nguyện nhờ kẻ đi Chúa. Chúa cho chúng ta được phước, được ơn của Chúa để tiếp trợ cho chúng ta, giúp cho gia đình chúng ta trở lại với Chúa và được thoát khỏi cảnh nghèo chăng? Có thể Chúa đặt để chúng ta ở trong một cái gia đình thờ cúng hình tượng để Chúa muốn cứu gia đình của chúng ta. Có thể Chúa đặt chúng ta ở trong gia đình quyền thế để Chúa cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những người quyền thế để làm chứng cho họ. Chúng ta phải phát hiện được Chúa chọn chúng ta, đặt chúng ta ở vị trí nào và trách nhiệm Chúa giao chúng ta ra làm sao đó là điều quan trọng chứ không phải mình nhìn của ông ba ông b không phải mình nhìn là tại sao chúa chọn ông đó tại sao ông đó ông được cái gì ơn cái gì nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy chính chúng ta được ơn gì được chúa chọn để giao cho việc gì để chúng ta làm và lập đúng cái trách nhiệm của mình làm thiệt tốt cái trách nhiệm của mình để tỏ lòng biết ơn chúa hãy nhớ điều đó của chúng ta nếu mà kiện cáo nó người Israel nó kiện chúng ta chúng ta đâu phải là dòng dõi huyết thống của Abraham rồi nếu mà kiện cáo thì Satan nó cũng kiện cáo chúng ta. Vì chúng ta cũng đầy tội lỗi. Có ai trong chúng ta dám nói mình không phạm tội không? Cho nên đừng bao giờ chúng ta kiện cáo một ai. Đừng bao giờ chúng ta thắc mắc với một ai. Nhưng mà hãy nhìn thấy chính mình. Bạn có biết Đức Chúa Trời đã chọn bạn không? Và Chúa chọn chúng ta để chúng ta làm cái gì? Và chúng ta đã làm điều đó tốt cho Chúa chưa? Đó mới là điều quan trọng. Rồi, bây giờ đây là lời gợi ý cầu nguyện của Bảo. Lạy Đức Chúa Trời, đấng đầy lòng thương xót đã chọn con làm tuyển nhân của Ngài, không dựa trên huyết thống hay những việc con làm. Xin giúp con sống đúng địa vị của một người tái sinh từ dòng dõi đức tin trong Chúa Đức Cứu Chúa Giêsu, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ôi là Chúa giáo quý chúng con, xem nay qua bài học này để chúng con nhìn thấy chúng con không ra gì, chúng con đầy tội lỗi, nhưng Chúa thương, Chúa đem chúng con về, Chúa đã chọn chúng con từ trong lòng mẹ, cứu chúng con. Khi chúng con còn là người có tội thì Chúa đã chịu chết đập thì giá bị tội của từng người trong chúng con và cảm ơn Chúa, Chúa đã đem chúng con về, giao chúng con những công việc để chúng con được thưởng, để chúng con được giữ phần trong công việc nhà của Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng con không làm, chúng con lại nhìn qua ông a ông b ông c, rồi lên án trách móc so bì Chúa ơi xin thương xót so. Xin giúp chúng con Để chúng con ngày hôm nay qua bài học này Ý thức được chúng con không ra gì hết Nhưng Chúa thương Chúa đã cứu chúng con Tôi có ý thức điều đó để biết rằng Chúa chọn chúng con Và Chúa xin mở mắt để chúng con biết rằng Chúa chọn chúng con để chúng con làm việc gì Để chúng con làm tốt việc đó Trong sự ban cho của Chúa Chúng con tặng Chúa Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời bạn này. Xin Chúa cùng ban phước cho thầy chúng ta. Tạm biệt.